Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Frenzy Mộng Cơ. Bây giờ trước khi mà nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu một cái mà nó đang khá là lâu rồi, nhưng tuy nhiên chắc là cũng nhiều người ít để ý. Hoặc có thể vấn đề thứ hai nó cũng hơi tốn kém, là tính năng về cái tính năng nó dịch bản Việt nó gọi là nhớ. Đấy, thì mình sẽ cho người xem qua cái đấy. Thì đầu tiên để hình dung qua cái nhớ là như thế nào ấy, thì đây chúng ta sẽ để ý trong cái chỗ cái cửa hàng này. Thì bạn sẽ kéo xuống phía dưới đây có một cái mục của mục nhớ. Đấy, thì trong cái mục nhớ này sẽ có một cái này, nó không phải con nào cũng có. Vì hiện tại game ở thời điểm mình quay video hiện tại là có 6 con. Là con Ellie này, con Hana này, con Lucy này, con Lulu, con Coco, con Luna. Thì về cơ bản cả 6 con này mình đều có. Nên về lý thuyết là mình có thể lấy cả 6 con cũng được, nhưng mà tuy nhiên nó hơi tốn kém. Thì trong video này chắc mình lấy khoảng tầm 2 con trước, đúng không? Thì ở đây những cái con này tính năng nhớ đấy, thì nó hiểu nôm na tính năng là như thế nào. Thì ở đây chúng ta chỉ nói về vấn đề về mặt sức mạnh để chơi game nhé. Và các vấn đề về cái cảnh, cái thứ linh tinh thì không nói đến. Đấy, thì ở đây thì để bạn hình dung qua được cái nhớ nó tăng chỉ số như thế nào, thì bạn ấn cho mình một chỗ nhân vật. Nhưng mà trước đó phải ấn cho mình vào chỗ cái biểu tượng avatar này. Sau đó bạn sang bên chỗ cài đặt này. Bạn phải ở chế độ an toàn để hiển thị là đóng nhé. Tức là bình thường mình sẽ mở nó lên để lúc mình quay video chỗ nào nó sexy quá nó sẽ tự động đen màn hình lại, đúng không? Thì đây hiện tại phải ấn chữ đóng đi thì mới xem được chỉ số. Thì ấn cho mình ở đây chỗ chế độ an toàn để hiển thị là đang đóng nhé. Và khi ấy cho ấn vào chữ nhân vật, bạn ấn cho mình chỗ đồ giám. Thì trong chỗ đồ giám này bạn ý chút xíu về chỉ con tướng bất kỳ này, bạn ý là cái trái tim hình cái máy quay trái tim hồng ấy là bạn tăng thân mật lên sẽ mở thêm cái cảnh, đúng không? Thì giờ mình dịch chuyển tiếp, mình cứ dịch đi. Bạn cứ dịch cho mình liên tục đi. Thì bạn sẽ để ý cho mình là đây, ví dụ con này nó bạn thấy có một cái hình kim cương với lại cái máy quay màu xanh không? Nếu bạn mở chế độ an toàn không ấn vào được. Còn khi bạn tắt cái chế độ an toàn đi bạn ấn vào được. Và để ý ở đây nó sẽ có hiển thị ở đây này. Cái này chính là tính năng nhớ này. Bạn để ý nó sẽ bán cái nhớ của con Lucy, đúng không? Thì bạn hiểu nôm na trong cái nhớ sẽ có hai cái mục. Một cái mục là tăng riêng cho con tướng, là ví dụ mình sở hữu con Lucy, mình mua cái nhớ của nó sẽ tăng chỉ số thêm cho mình, ở đây là HP thêm 3000 và tốc độ thêm 5, đúng không? Còn ở đây và bên cạnh đó nữa là cái thứ hai nó tăng cho toàn đội, là tăng toàn đội, tức là bạn chỉ cần sở hữu cái này. Ví dụ bạn không chơi con Lucy này nhưng bạn mua cái này về thì nó sẽ tăng cho toàn đội là HP 1000 và sát thương chí mạng thêm 3000, thêm 3%, đúng không? Cũng khá là ngon. Nói chung cái này tăng chỉ số tương đối nhiều đấy, nên thành ra nó cũng đáng cái tiền bỏ ra thôi, nên thì sao mất tiền rồi mua là vì thế. Nên thành ra bạn để hiểu nôm na để bạn tăng chỉ số thôi. Tiếp tục nữa là đấy, để bạn hiểu nôm na, bạn nhìn vào đây để bạn biết nhé. Tại vì có con tăng chỉ số này, có con tăng chỉ số khác, chứ không phải tăng giống nhau. Thì sẽ có một cái tăng cho chính nó và một cái tăng cho toàn đội. Tiếp tục kéo tiếp cho bạn xem tiếp này. Đây, tiếp tục là sao con Luna, đấy là cái hiểu tượng kim cương, đúng không? Tức là cái con nào có thì mới mua được nhé, mới tăng được nhé. Còn con nào không có thì không có. Và có thể về sau nó cập nhật thêm sau. Ví dụ con Luna ở đây nếu mình mua tăng thêm cái khả năng trúng hiệu ứng thêm 10%. Và con Luna nó hay gây choáng đấy. Và tăng HP lên 3000 thì nó tăng cho bản thân nó là vậy. Còn toàn đội sẽ tăng thêm được HP phòng thủ. Tiếp tục nữa là sang tiếp. Thì khi mình đã biết như vậy rồi, có thể kéo nhanh xuống dưới đây một số con khác có thể có. Ví dụ đây con này, con Ellie này. Con này đây nó tăng cho mình ở đây là tăng cho mình thêm HP 3000 và công kích 5%. Và tăng toàn đội HP 1000 và chí mạng 3%, cũng khá là ngon đúng không? Tăng khá nhiều về mặt sát thương. Tiếp tục xuống phía dưới nó còn Lulu. Con Lulu ở đây nó tăng cho mình ở đây bản thân nó là HP 3000 và giảm tỷ lệ bạo kích 10% và tăng toàn đội 2/22 tốc độ và sinh mệnh 1000. Tiếp tục xuống phía dưới nữa, ở đây nữa là có tiếp con Hana. Con Hana là một con mà gần như chắc chắn sẽ mua. Nó tăng cho bản thân nó là HP thêm 3000 và sát thương thêm 5% và nó tăng cho toàn đội là sinh mệnh 1000 và tấn công thêm 400. Còn sót con nào không nhỉ? Còn con Coco. Con Coco ở đây sẽ tăng cho mình ở đây hiện tại là HP là 3000 và kháng là 12%. Còn toàn đội là HP là 1000 và giảm chí mạng là 10%. Đấy, thì nói chung là sau khi mình biết như vậy thì mình giới thiệu bạn được cách để bạn biết được là cái nhớ tăng cái gì, đúng không? Còn lại những cái cảnh khác linh tinh mình không quan tâm nhé. Mình chỉ nói về đến cái mặt về tăng chỉ số thôi. Và mình bảo chú ý cho mình là phải đi mở chế độ, đóng cái chế độ an toàn lại thì mới tăng được. Và sau khi mình lấy xong rồi tiện cho quay video nó an toàn hơn, những vấn đề quay video nó không hiện các vấn đề linh tinh ra, thì mình tiếp tục mở lại chế độ này. Còn đấy mình hướng dẫn bạn chút xíu để bạn biết, để bạn xem cái chỉ số tăng cái gì thôi. Thì ở đây với điều kiện của mình hiện tại, thực ra thì có điều kiện thì bạn nên mua hết tất cả những cái nhớ ra, tại vì nó luôn có cái tăng cho toàn đội, đúng không? Có thể con tướng đó bạn không chơi tăng toàn đội nó ngon đấy, nhưng mà nếu có điều kiện kinh tế tốt thì nên mua. Còn đây điều kiện kinh tế không tốt lắm, do vấn đề do mình chơi nhiều game nên cũng phải hạn chế bớt chút xíu, thì sẽ mua ít lại chút xíu, là mình mua lấy hai cái nhớ. Thì ở đây mình sẽ mua trước là con Hana với lại con Ellie.
một phần là do nó tăng chỉ số công cho toàn team, một cái tăng chí mạng, một cái tăng tăng tấn công, đúng không? Ngoài ra đều tăng HP. Và thứ hai là cái con Ellie ấy là bên hệ cỏ mình đang hơi yếu nên mình cũng muốn nó cao cao tí xíu cho con này nó khỏe một tí, thì lúc nó gánh hệ cỏ cho mình chút. Còn lại bên con Hana ở đây hiện tại thì con Hana thì nó đang chết hơi sớm thôi, thì mình cũng mong là thôi trước khi chết nó cũng tăng đam một chút xíu được. Còn mình sau có điều kiện hơn mình sẽ mua nốt 4F còn lại sau. Còn đợt này do vấn đề là nó sắp tới lại có các banner, rất nhiều banner ấy, cũng như mình phải mua thẻ tháng Đứa Đinh Tinh, mua nhiều thứ lắm. Vì hôm nay nó đầu cũng sang cái thẻ tháng Đứa Đinh Tinh của mình cũng hết rồi. Ngày ra mình mua như vậy thì nó sẽ khá là tốt, nên dẫn đến việc là mình phải giảm bớt chi tiêu xuống thôi. Chứ còn lý tưởng hóa nhất là mua hết cả 6 nhé, là tăng đẹp hết, đúng không? Còn đây thôi mình hạn chế bớt lại chút xíu, mình giảm bớt xuống. Thì mình sẽ mua lấy cái này mất 2.800 và cái này mất 2.800 và tăng ít điểm VIP cho mình đấy. Thì nói chung cái này tăng ít điểm VIP này. Bên cạnh đó nữa thì mình sẽ mua thêm vài khác nữa, tình thì mình lên VIP 10 luôn cho tiện. Đấy thì cái quá trình nạp thẻ tua qua tí cho người xem luôn cái dạng lĩnh quà thôi. Đấy thì mình sẽ mua con Ellie và con Hana nhé. Thì khi mình mua xong thì hiện thêm điểm VIP ấy, cái hình này thôi. Nên tí nữa mình sẽ vào mình mở khóa ra. Và sau khi mình mua xong mình thấy nó sẽ mất luôn cái con đấy ở chỗ này. Làm tương tự với con Hana nhé. Rồi nó hiện ra vậy, xong bây giờ mình quay về xem phải ấn kích hoạt không hay là tự động sẽ tính luôn. Ví dụ mình quay về đây chỗ nhân vật này, ví dụ mình quay vào chỗ này, ví dụ con Hana đi, con Hana đây. Thì sau khi mình mua xong đấy nó hiện luôn nhỉ, hay mình vào kia kích hoạt cho ta. Ví dụ mình quay chỗ đồ giá xem này. Mình chỉ vào con Hana. À cái này mình phải tắt chế độ đi với miệng mở. Cái này để vì nó liên quan nó hơi sexy chút xíu thì mình sẽ tua qua này đi, mình kiểm tra trước sau đó mình sẽ nói các bạn kết quả sau nhé. Ok, mình vừa kiểm tra qua chút xíu thì không phải ấn kích hoạt thì động sẽ hiện ra luôn nhé. Thì nó sẽ là một cái cảnh nữa. Cái đấy bạn nào quan tâm đến yếu tố khác thì có thể xem, nó sẽ bổ sung thêm cảnh. Cái thứ hai nó còn chỉ số nó cộng luôn rồi. Đấy thì cái đầu tiên là cái nhớ mình muốn chia sẻ trong video này là cái nhớ. Cái thứ hai là hôm nay mình thấy trong cái banner chiêu mộ thường lại ra cái tăng cái tỷ lệ ra con truyền kỳ này. Thì tôi vẫn đang sẵn đây thì mình sẽ quay đi xem ra thêm có chuyển kỳ nào không. Thì tôi sẽ quay một chút xíu nha. Nói chung là trọng tâm là hướng dẫn bạn cái tính năng nhớ một chút xíu. Và là những cái này đi ra tra tướng một tí thôi. Này bỏ tích đi cho ấn rồi nha. Đây dậy ra còn 5 sao, mấy con này để làm phôi thôi, nó không phải con mạnh. Rồi chỉ ta quay tích nhiều lần thì mình quay thôi. Thì lần trước mình thấy nó tăng tỷ lệ đấy, mình cũng tích được ở đây khoảng tầm trên 100 vé rồi. Ở đây mình đang có sẵn 126 vé, một cái tỷ lệ thì nó kéo dài cả tuần. Nên mình sẽ quay rất nhiều vé luôn nhé. Mình xem có kiếm thấy con nào truyền kỳ không. Biết đâu thấy con nào ngon ngon thì sẽ có thay đổi cái hướng chơi hay không ấy. Còn về lý thuyết thì hướng chơi vẫn như cũ thôi, nhưng mà biết đâu lại ra được con gì ngon ngon tí thì cứ thử xem sao nhé. Thì chắc chắn mình sẽ quay ít nhất được 100 lần chắc chắn được con truyền kỳ rồi, xem duyên mình ra con gì. Biết đâu ra con gì mạnh mạnh tí, cái này nổ vàng này. Phát này mình nổ những cái con này những con thường nữa, nó không có gì ấn tượng lắm. Tiếp tục quay tiếp, tích ở đây ấn cho nó nhanh để xem có ra có gì hiếm hiếm không. Chưa được con nào hiếm không, tiếp tục quay tiếp nhé. Những bạn nào có kinh tế đầu tư được thì nên mua cái nhớ nó nhiều nhé, mua full nhé. Ở đây hiện tại do mình lắm game quá mình phải tiết kiệm một chút xíu. Đây mình ra được con này cũng ngon này, con này con hệ hỏa nó hỗ trợ cho team hệ hỏa của mình. Rồi ok, vậy giờ mình nổ vậy là nổ, sau khi nổ xong nó reset về 1 nhé. Và mình vẫn dư ở đây là 46, tức là mình nổ chưa đến 100 lần đã nổ rồi. Thì cứ nổ xong phát nó reset luôn nha. Tiếp tục quay tiếp xem biết đâu nổ thêm lần nữa. Mình tích vào cái bỏ qua hiệu ứng thì cho nó nhanh. Xem có quay thêm con chuyển kỳ nữa. Như vậy là chưa thêm con nữa, nó được một con nhé. Cái con đấy được, cái con đấy nó hỗ trợ cho cái con tanh hệ hỏa cũng được. Giờ tiếp tục mình chui ra ngoài mua bổ sung thêm một số cái khác. Ví dụ mình sẽ mua bổ sung ở đây chỗ này thì vì căn bản là mình đã muốn lên điểm VIP để mình lấy cái túi, để mình mua cái túi tướng ấy, túi chọn tướng ấy, này ra mình sẽ ưu tiên điểm VIP. Thì mình sẽ phải mua thông qua, mình sẽ mua cái thẻ tháng để mình lấy cái huyễn mộng kết tinh hàng ngày. Mình sẽ mua cái thẻ tháng này. Còn cái chỗ quỹ trưởng thành thì về lý thuyết ấy là mua được nhiều hơn. Ví dụ quỹ trưởng thành này, cái này cho nhiều cái huyễn mộng kết tinh hơn và rẻ hơn. Nhưng mà tuy nhiên lại không có điểm VIP nên mình đang muốn tăng điểm VIP thì mình ưu tiên cái kia. Và điều kiện kinh tế mình không cho phép mình mua được tất cả mọi thứ nên mình phải chọn. Thế còn bình thường bạn nào kinh tế tốt là mua hết nhé. Cái gì cũng vậy thôi, game nó sinh ra cái đấy là ông cứ mua hết là ok nhất. Bây giờ mình sẽ quay trở về đây, mình sẽ mua cái này thẻ tháng, mình sẽ mua lấy mỗi thẻ tháng cái này nó cho mua nhiều lần nên thôi mình mua mỗi cái một lần. Mình sẽ tua qua tí các đoạn nạp thẻ chút xíu cho nhanh nhé, tiết kiệm thời gian chút xíu. Thì mình sẽ mua gói 4.900, 1.400, 500 mỗi cái một lần.
để mình lấy thêm. Đầu tiên là Nguyễn một cái tinh ngay lập tức, một cái cho 3.840, một cái cho 1.280, cái cho 300 và nhận thêm mỗi ngày được 100 cái này với 300 cái này 900, một ngày nhận là hơn 1.000 để mình tích được cái Nguyễn một cái tinh cho nó nhanh, cộng với việc mình đang có lợi thế mạnh trong server để mình có cái để mình còn chuẩn bị gacha các đợt banner sau nữa, thì sẽ tua qua này một chút xíu nhỉ. Sau khi mình mua xong gói 4.900 thì vô tình mình lên VIP luôn đúng không? Thì cái này nữa mình xem đặc quyền VIP sau. À, một số bạn hay thắc mắc là tại sao em nạp bằng vầy mà lại không được lên VIP nhiều ấy. Thì bạn ý là có cái điểm VIP này là cái điểm tính VIP này. Cứ ví dụ như kiểu nãy mình mua 4.900 thôi nhưng mà cái điểm VIP thực tế nó cho được có 3.800 thôi. Và nên thành ra phải chú ý vấn đề đấy, là cái điểm VIP thường thường sẽ ít hơn. Và ví dụ mình bảo là mua quỹ trưởng thành đôi khi lại không tính điểm VIP luôn. Nên thành ra không phải cứ nạp tiền là lên VIP mà phải nạp cái gói nào có điểm VIP ấy thì nó mới lên được VIP nhé. Và xem cụ thể điểm VIP là bao nhiêu mới được tính vào. Phải chú ý vấn đề đấy cho mình. Này kích hoạt được hiện ra 30 ngày, còn hai gói này mình sẽ tiếp tục làm tương tự với hai gói này nhé. Rồi đấy, mình đã mua xong rồi, bên cạnh đó nữa ở đây thì mình sẽ mua tích một số cái vé để chuẩn bị cho đợt tới quay tướng. Đợt này thì nó có ra banner 3 con tướng thì chắc mình quay vui vui thì cũng không quay. Nên ví dụ ở đây mình quay về cái banner cho bạn xem, ở đây này nó có cái banner này. Thì nó ra mình những con này, đầu tiên mình nói câu chuyện là không phải nó yếu hay thế nào cả, mà vấn đề quan trọng là nó không phải nằm trong trọng tâm tướng mình đang cánh. Tại vì bên hệ thủy hiện tại mình đang miễn cưỡng chơi con Luna, thế chưa bị kẹt. Còn bên hệ hỏa thì mình đã lần trước mình quay con gà rồi, con Sera rồi, cái con gì nhỉ? Tự nhiên Kira, con gà ấy là nó cánh được rồi. Thì ở đây hiện tại này nó có 3 con, còn ánh sáng thì có Alisa rồi, nên là 3 con này hiện tại mình không có cố. Còn nếu mà quay thì một là mình quay con tanh này, không thì mình quay con ánh sáng này. Và quay cái này, thực ra 3 con này quay con nào cũng được. Đầu tiên là nó đều có con ngon cả. Nhưng mà tuy nhiên với team của mình thấy không cần thiết lắm, nên là mình không quan tâm nhiều nhé. Còn đây chọn bừa con thì không biết nên chọn nào được. Thế thử chọn ánh sáng thì vui vui tí, biết đâu là ánh tí đam. Nhưng mà chắc là rút chả ra đâu. Tại trước mình được phát X10 thì mình chọn vui vui, mình quay cái này quay free nhé, mình sẽ không quay cố con này. Mình quay free ra được thì ra, không ra thì thôi. Mình quay free 3 lần miễn phí thôi. Chắc nó chả ra đâu đúng không? Rồi, mình không quay bằng vé nhé. Tiếp tục ở sang cái banner bên này thì mấy cái vũ khí này nó có quá nhiều cái tỷ lệ ra được nên mình không kỳ vọng mấy. Thì cứ quay mấy lần miễn phí là ra được thì tốt, không được thì thôi. Để trước mình kiếm được cái của con Luna để dùng tặng cho Alisa là cũng ok rồi. Cái này mình cũng không kỳ vọng nhiều. Nên đợt này gần như mình sẽ không có quay nhé. Nhưng mà bên cạnh đó quay với cái gói đặc biệt đây thì mình sẽ có hai cái gói mình mua để tích vé, là một cái gói 100 JJ coin được 10 vé là khá là ngon. Thứ hai mình thấy cái gói phía dưới này đây là gói 1.100 này, là nó cho tận 27 vé mà mất có 1.100 thì thấy cũng khá là rẻ. Thậm chí là gói 1.800 thấy cũng tương đối rẻ, nhưng mà thôi để tiết kiệm một tí xíu thì... Mà này giới hạn mua có một lần thì như mỗi đợt tướng ra mà mình không lấy tướng thì cứ mua tí mình tích vé thì sẽ mua thêm cái gói này. Còn nếu có điều kiện hơn nữa thì mua nó gói 1.800, nhưng đợt này điều kiện nó hơi hạn hẹp ấy. Thôi mình cứ mua gói 1.100 với lại gói 100 thì trước. Còn nếu có điều kiện hơn tiếp thì mua tiếp gói 1.800. Và nếu đợt nào cũng ra như vậy tích thì nó sẽ được khoảng tầm một cái lần bảo hiểm đấy. Tại vì đợt này lúc con Hana ra dự kiến ấy, theo lịch dự kiến nó ra khoảng tầm tuần con tướng này, xong đến một tuần con tướng nữa, xong đến tuần tiếp theo nữa, là sẽ có 3 tuần để mua. Thì 3 tuần thì mua được, mình mua khoảng tầm 120 thì gọi cho là 140 bảo hiểm rồi, đúng không? Nên nói chung gần như là mua kiểu kiên trì thế này là mình sẽ được một mảnh con Hana. Còn lúc đấy nếu có điều kiện mua thêm được cái mảnh kia thì tốt, mình không có điều kiện lắm, ít nhất cũng quay được ít nhất khoảng tầm 2 con. Đấy kiểu vậy. Nên mình sẽ tích vé trước cho con Hana như thế. Thì mình sẽ mua mấy gói này thì cũng phải bỏ qua đoạn nạp thẻ đi cho tiết kiệm thời gian, để cho người xem kết quả luôn thôi. Nói chung là các cái gói nạp thẻ trong game phải tính toán nhé. Tại vì có cũng là một số tiền nhất định mà có gói đắt gói rẻ. Nói chung mình phải chọn sao nó phù hợp. Rồi sau khi mấy xong hết rồi là làm lên VIP 10, quay gói đặc quyền VIP, mình định mua cái gói cuối tí xíu của cái mức VIP 10, lấy cái túi chọn tướng này. Thì mình lấy tí con này về bút tí sức mạnh cho ánh sáng tí, rồi mình lấy con Wendy về mình quay tóc ra của Wendy. Con này có tỷ lệ ăn may quay ra được nhé, nhưng mà hiện tại mình quay chưa ra, mình định lấy về tí. Tại con này lấy cái khả năng búp cho team. Con này đây chiêu đầu tiên thì bình thường nhé, chiêu số 2 lại tăng được 50% lực công kích cho hai đồng đội có lực công kích cao nhất, tức là gần như hai con nào khỏe nhất thì được buff thì khá là ngon. Và chuyển 30% sát thương thành HP kéo dài trong hai lượt này. Ở chiêu bên này nó có khả năng là kèm trị liệu cho ba kẻ địch ngẫu nhiên. Khi nhận bất kỳ hiệu ứng hồi HP nào thì lượng HP hồi sẽ chuyển thành sát thương. Và tiếp tục sang bên này nữa là nó tăng lực công kích và nó tăng cho mình là khi bắt đầu thì hồi cho hai đồng đội thất máu nhất HP của 50% lực công kích. Nói chung chủ yếu mình lấy khả năng búp đao cho hai con to nhất ấy. Thì mình thấy con này khá là ngon, mình lấy nó về mà thấy tốc nó khá là cao. Tại vì mình chơi thiên là ánh sáng, còn nếu mình chơi thiên bóng tối mình sẽ lấy Coco. Nhưng mà đây vì mình chơi thiên ánh sáng thì lấy cái này về lấy cái con Wendy đấy. Thì đang dự kiến như thế thì cái gói này mất khoảng tầm 10.000 chắc mình mua luôn thôi. Để mình lấy luôn về nghịch chơi tí xíu. Chứ còn những cái cục còn lại không quan tâm lắm, thì sẽ bỏ ra này mua nhé. Vì khi mình nạp ấy, vô tình mình đã có thêm được Nguyễn một cái tinh rồi mà. Thì sẽ mua gói này nhé. Rồi sau khi mình mua xong cái gói đấy xong mình chui ra ngoài vào túi chọn tướng.
Đây vào thư mình nhận là nhận cái này của mua cái thẻ tháng cho thì nhận nhé. Để mình sao mình tăng được lượng Nguyễn Mộng Kết Tinh đủ để mình có thể gacha được free một lần với Nguyễn Mộng Kết Tinh và một lần theo kiểu tích vé. Tiếp tục vào đây quay trong túi đồ này. Trong túi đồ ở đây hiện tại đang à không, hình như nãy mình chưa kích hoạt à. Mình có cái này chưa mở à. Thì thấy vẫn đang hiển thị ở đây này. Sau khi có được thì bạn có thể mở khóa ký ức của con này. Ô, mình tưởng nãy mở rồi nhưng chưa mở. Cái này mở kiểu gì nhỉ? Hay ấn vào mở, nãy mình thấy cảnh sexy quá mình phát ra. Để tí mình kiểm tra lại tí xíu nhé. Cái này mình không chắc chắn lắm, nhưng có lẽ là cái này chỉ là kiểu mình thích vào xem cảnh thì vào đấy xem thôi, chứ mình không thấy cái nút ấn gì cả. Và mình thấy cái con nào hiện ra nó hiển thị cái hình ra rồi, nên thôi chắc là có lẽ là nó hiển thị vậy thôi, chứ còn chắc chả ấn gì đâu. Thế nếu ấn được chắc ấn vào phải hiện ra cái gì đó. Còn chỗ này mình chọn sang bên kia nhé. Nói chung cái tính năng nhớ chưa dùng bao giờ, không để ý lắm. Chắc là chủ yếu vào trong cái chỗ đồ giá để xem cảnh thôi. Còn chỗ này hiện tại ấy, còn cái tính năng hình minh họa thì không biết là cái gì cả. Chắc là ý nói là cái cảnh thôi. Cái này nếu không may sai sót thì sẽ đính chính lại nhé. Còn bạn nào biết chắc chắn cái này thì bảo mình nhé. Còn cái này mình thấy là đã mở rồi. Mình đã thấy mở hình trong cái chỗ đồ giám rồi. Và rồi sang bên này mình chọn Wendy này. Đây chọn Wendy chỗ này nhé. Để bổ sung sức mạnh cho team ánh sáng một chút xíu. Cái này lấy về chỉ yếu lấy kế thừa cấp thôi, chứ chắc chắn là cấp nó thấp rồi thì sẽ không trâu lắm đâu. Khóa lại này. Tiếp tục sang bên này có 24 vé, nãy hồi thêm ít vé, một tí nữa lấy cái vé này gacha tiếp. Cái đồ thì cũng mở hết ra đi, nữa lọc đồ sau. Cái này nó xác suất được thêm con tướng này. Thì đa số là những con phôi thôi. Rồi xem còn cái gì trong này nó giá trị để mở đâu. Rồi mình quay ở chỗ chiêu mộ một tí nhé, mình thêm một tí vé. Quay tiếp thì biết đâu ra được. Ở đây bổ sung mình sẽ như là lên VIP tăng thêm số lần rút miễn phí rồi. Để thêm lần rút miễn phí. Giờ rùa được con Wendy thì sướng mà có hơi tỷ lệ hơi thấp. Để bao nhiêu tướng để ra được con nó hơi khó. Rồi giờ mình rút tiếp nhé. Cái này nổ con vàng không biết ra con truyền kỳ không? Có chọn ra con truyền kỳ hay không? Chỗ này nó nổ cho mình ra đây, con này con bình thường, con phôi thôi. Rồi thêm phát nữa. Chưa ra rồi nhé. Này tăng sao bớt tí thì cho đỡ nhiều. Này nó mở tiếp cái nhiệm vụ này thì cứ làm nhiệm vụ đấy thôi, đạt đủ điều kiện đấy. Đấy chính là cái thứ bạn làm nhiệm vụ trong một ngày ấy mà. Nhận xem tí quà nữa. Thường là xong cái đấy một ngày nó cho mình khoảng tầm chục vé. Còn hôm nay mình đang quay video mình chưa làm xong. Vậy ở đây hiện tại chỗ này mình đang tích ở đây được là mình tích được chỗ này cái vé hiếm được 47 vé nhá. Tức làm tròn là 50. Rồi bây giờ thì chốt lại video này ra thử tí sức mạnh sau khi mình nâng cấp tướng này một chút xíu nhé. Xem có đi được mấy cái chế độ đang kẹt kẹt không. Thì ở đây hiện tại nâng thì là mình mới mở được thêm một tí sức mạnh con cỏ này con ấy. Nhưng mà chắc là đánh thì vẫn đánh team cũ đâu. Sẽ có cải thiện con gì không, không thì chốt lại đi đánh thôi. Dù mình đang bị kẹt map thì thử xem đi tiếp được cái map không. Còn những cái kia thì kệ đấy. Thì nếu đi tiếp được map ấy, thì mình có thể để kiếm thêm ít quà nữa. Thì mình vào trong cái tính năng này nhé. Thì map hiện tại đây mình đang đi đội hình này không? Thế thì bây giờ mình bây giờ mình kế thừa con Wendy đi, thử con Wendy luôn đi. Cái nhớ nó cộng chỉ số rồi thì cũng không có gì nhé. Bây giờ mình sẽ thử kế thừa cấp cho con đấy. Mình vào chỗ chia sẻ tài nguyên này. Thì mình cho con Wendy vào trong này để kế thừa cấp đã. Nhiều tướng quá không biết ở đâu rồi. Đây con Wendy đây nhé, cho nó vào đi. Xong mình vào chỗ này đánh thử. À cho tí đồ nữa. Đồ thì cứ nhặt bừa số đồ nhé. Ví dụ đây nó kế thừa vào đây chỗ này. Ở đây mình cho nó ví dụ giờ để cho nó bộ thôi đấy, bộ hút máu là cơ bản nhá. Này có tốc độ 9 này, lấy cái này đi. Này chưa khóa, à cái này khóa rồi. Ví dụ sang bên này đi. Lấy cái tốc độ cao ra đòn sớm ấy mà. Xuống phía này còn hút máu, đây còn dư một món. Cái này sẽ còn dư món nữa.
cái nào dòng đẹp hơn thì lấy, rồi dòng thì cũng tùy hứng thôi, khái niệm thế nào đẹp hẳn cũng hên hên xui đó. Thế này thì có sẵn một sao, có tí né giảm bạo kích, sát thương vật lý, sát thương vật lý cao chắc có ý nghĩa nhiều nhỉ. Còn bên này thì có né giảm bạo kích, miễn thương vật lý. Còn trên này thì có, ở đây là tỷ lệ né giảm bạo kích. Thôi lấy luôn cái kia đang có sẵn một sao đi, mình lấy luôn cái này đang sẵn một sao nhé. Tiếp tục xuống phía dưới này nữa. Cái giày ở đây hiện tại cái này có miễn thương công kích thường, giảm bạo kích trúng đích. Còn cái phía dưới ở đây nữa thì có tiếp cái này, cái giày này có khả năng là sát thương bạo kích trúng đích, sát thương vật lý, lượng trị liệu tăng. Cái này chơi búp thì tôi lấy cái trị liệu tăng này đi, phứa phứa thì chút xíu nha, mình cũng không có nhiều đồ. Thế không thì ra đồ mình cũng nhiều mà cái dòng đẹp nó khó lắm. Cái này tăng mình thì cái này có tốc độ có 1 thôi, xem tiếp phía dưới có cái gì cao hay không. Tốc độ 1 nó hơi bé, dù rất thích cái đồ tốc độ nhưng mà tốc độ 1 thì hơi phè. Hút máu thì chỉ còn hai cái, một là cái này là có né, có miễn thương, có miễn vật lý, giảm bạo kích. Còn cái trên này thì có được tí cái tốc độ nhưng mà bên cạnh có lượng trị liệu, nhưng mà tăng 20% trị liệu rồi. Rồi lấy cái trị liệu, mình đang muốn lấy cái trị liệu tí, cái nào dù gì là búp mà. Ở cái chỗ vật phẩm trong này chọn tạm một cái thường nhé, mình cũng không có kỹ sĩ. Đấy, để tạm như vậy. Còn cái số sao ở đây được cường hóa lên thì được thêm một cấp, cũng không được nhiều lắm. Rồi, để tạm vậy nhé. Đồ thì hơi thấp một tí xíu để tạm vì giờ mình chưa xử lý luôn rồi. Thôi mình vào trong này mình cho vào team. Bây giờ chơi team nhiều ánh sáng thì mình sẽ bỏ bớt con này ra, bỏ hết hai con tay rồi không biết có trụ được không nhỉ. Mình thử chơi team nhiều ánh sáng nhé, sợ mấy cửa này map nó cao quá, sợ đánh không nổi. Còn đây thì chúng ta sẽ chơi với tinh thần là con Hana mới được búp thêm sát thương, tăng thêm độ trâu bò một tí, mặc dù nó vẫn nguy cơ chết sớm. Và đợt tới chắc mình phải tăng thêm sao đó. Và mình chơi đội hình là chơi 4 ánh sáng 1 bóng tối nhé, đánh thử nhé. Không biết ăn thua gì không đấy, map nó cao đánh cũng khó lắm. Túi nhân vật à, mình gacha nhiều quá, nhiều tướng quá, mình giải phóng bớt tướng nhé. Nhấn chữ trở về mình vứt bớt những con 2 sao đi nhé. Để túi đồ nó có giới hạn, nhiều quá nó không cho đánh tiếp. Còn cái hiểm này sau mình để đổi lấy con tướng cao hơn cho cái shop. Mình vứt bớt đi tí cho nó rộng. Ở chỗ này chắc là đủ rộng rồi đấy. Xong quay đây đánh nhé. Quan trọng nhất là đánh có thắng hay không thôi. Nói chung lâu lâu quay banner lần mình cũng phải tính con nào lấy con nào ấy. Để sao mình tối ưu tài nguyên nữa, tiết kiệm nữa. Thử nghiệm chơi lên 4 ánh sáng ấy. Có con búp sát thương nữa, không biết có trâu rồi. Các bạn thấy cái cửa này, cái cửa có đuôi 5 ấy, là cái cửa nó sẽ có hai đội quân, nên đánh sẽ hơi lâu tí. Cái con búp của mình chết đầu tiên, nó yếu nhất, nó chết đầu tiên, nó dễ hiểu thôi. Mà Hana nó sắp chết rồi, Hana chết luôn rồi sao? Thì có cân được không đấy? Nó chẳng giết cái đội 2 được không? Mà. Con Hana thì chết rồi, bị lỗi hình thôi. Máu nó còn đến 2934 chắc là chết rồi, chắc bị lỗi hiển thị thôi. Nó chẳng giết được cái team này không đấy? Adisa cân được không? Có lần hồi sinh nữa thì phải. Lần này mình giết được thì win, win được là thành công nhé, vì cửa này mình đang bị kẹt. À ok ngon này, ok vậy tuyệt vời rồi. Để giải quyết được cửa mình đang kẹt rồi. Đó, cái con Wendy từ từ nâng dần thôi. Thực ra có nhiều con ánh sáng khác cũng xịn mà nó chưa ra banner. Nên thành ra là chơi tạm Wendy lúc này búp tạm lúc đầu. Rồi ok như vậy nghĩ là tương đối ổn đấy. Nói chung là hôm nay tăng thêm khả năng sức mạnh từ cái tính năng nhớ. Là tăng riêng cho con Hana và cái con Ellie. Và Ellie thì ít dùng hơn vì nó liên quan đến cái hệ cỏ, thì đánh tháp hệ cỏ là chính thôi. Thứ hai là búp được cái chỉ số toàn độ, là thêm chút chỉ số về sát thương và sát thương chí mạng. Và ngoài ra mình bổ sung được con nữa thông qua cái gói chọn từ cái chỗ cái gói VIP, thì mình chọn thêm được cái con Wendy. Đấy, mình bổ sung này là chơi tạm 4 ánh sáng. Và đánh mấy cửa này thắng thì được, thua cũng không sao nhé. Và đánh tí biết là hết kẹt map một tí thôi. Nhưng mà tới lại kẹt tiếp đấy mà, để giúp mình vượt qua cái cửa mình đang bí thôi. Ok này, tại mình chơi thì 4 ánh sáng rồi đấy. Và tất nhiên đến cái con Hana nâng xong thấy vẫn chết sớm nhé, nhưng mà nó khỏe hơn trước thôi, chứ còn nó vẫn chết sớm thôi. Và có điều kiện các bạn nên mua hết tính năng nhớ, mỗi tổ nó tốn tiền thì mình lúc đấy thì mình sẽ vào cách là vào đồ giám.
mình xem con nào mình muốn chơi thì ưu tiên trước, sau mình xem nó tăng thuộc tính gì, xem nó phù hợp không thì mình chọn trước. Tức là mình sẽ chọn khi mà mình không có nhiều tiền, đúng không? Ví dụ như mình chọn hai con kia trước, còn nếu mình có nhiều tiền thì mình, lúc đấy mình nếu có đủ kinh tế mình sẽ mua hết, còn hiện tại kinh tế chưa cho phép để mình chơi kiểu đấy. Quan trọng mình biết nó có khả năng gì, tăng thêm cái gì để mình chọn nó. Đánh nốt trận này, kết thúc video ở đây nhé. Đánh nốt trận này đó. Còn banner đợt này mình không có quay, và vì nó không phù hợp với team của mình. Chứ còn mình chỉ chủ yếu mình dùng cái này để mình tích vé thôi, và mình sẽ không quay banner đợt này, nó chưa phù hợp lắm. Rồi kết thúc video ở đây nhé. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn thôi bây giờ xin chào và hẹn lại các bạn các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.